Những năm gần đây, trào lưu phát triển công trình xanh đã phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Những công trình gắn mác xanh không ngừng xuất hiện liên tục và có số lượng tăng nhanh trên toàn quốc. Các dự án này được gắn mác xanh đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các khách hàng, tạo nên một làn sóng, một phân khúc phát triển mới trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít doanh nghiệp bất động sản đang lợi dụng yếu tố xanh để quảng bá cho dự án của mình, nhằm gây sự chú ý của khách hàng và bán sản phẩm. Tại tọa đàm Cà phê Xanh do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với tập đoàn Capital House tổ chức với chủ đề Đô thị xanh và con người xanh, ông Đỗ Viết Chiến, Nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng người dân hiện nay rất nhạy với khái niệm mới, có cái dư luận còn chưa hiểu thì đã có khái niệm khác. Ví dụ như đô thị xanh, ngay sau đó lại có đô thị thông minh và giờ là đô thị hạnh phúc. Trong khi đó, nhiều người vẫn chẳng hiểu đó là cái gì. Mình rất là nhạy với lại những các cái khái niệm mới mà hiện nay là thế giới sử dụng và để làm. Thế và có nhiều cái thì mình cũng chưa hiểu được nó là sao thì nó lại sang một cái khái niệm khác rồi. Thế và cứ thế là bắt đầu nó chồng lên nhau, cái đầu thì chưa rõ nhưng mà sau mình càng chồng các cái lớp lên là nó rồi xong chẳng hiểu nó là cái gì. Như rồi trong đô thị thì từ cái đô thị xanh rồi chuyển đến đô thị sinh thái, rồi đến đô thị thông minh và vừa rồi lại xuất hiện đô thị hạnh phúc. Thế thì rất nhiều những khái niệm theo kiểu như thế. Cứ chưa đưa được cái này thì lại nhảy vào cái kia và cuối cùng nó sẽ thành một cái mớ bong bong mà rồi cuối cùng mình cũng không biết là nó bắt đầu từ đâu cả mà nó chẳng biết là theo cái trào lưu nào, cái xu hướng nào cả. Theo ông Trần Như Trung, Phó Tổng Giám đốc Capital House, để tạo ra một công trình xanh có khá nhiều rào cản, cũng như việc chủ đầu tư phải hy sinh một phần lợi nhuận, chứ không dễ dàng là việc chỉ trồng nhiều cây thì sẽ là công trình xanh. Công trình xanh thì nó sẽ bước sang những cái thử thách khác khó khăn hơn. Đó, thứ nhất là cái thử thách về việc là dù sao đối diện với làm công trình xanh thì chúng ta vẫn chưa thể và không có giải pháp nào hơn đó là chúng ta phải hy sinh một phần lợi nhuận. Không phải chúng ta đào thật nhiều hồ và chúng ta cắm rất là nhiều cây thì đấy là công trình xanh, không phải. Bởi vì nếu đúng định nghĩa bản chất công trình xanh thì một khi mà bạn cải tạo quá nhiều là bạn đang vi phạm về việc là bạn ảnh hưởng đến tự nhiên. Không công trình nào ở thế giới đều ủng hộ cái việc đấy. Thứ hai nữa, bạn trồng nhiều cây, thực ra nó lại có một khía cạnh tiêu cực, đó là bạn phải dùng nước rất nhiều và sử dụng nước ngầm rất nhiều. Khi đi vào hoạt động thì ai sẽ trả tiền nước cho bạn? Cư dân có happy không? Nếu như là bình thường thì tôi đang chi trả 10.000 đồng một mét vuông, tôi lấy ví dụ thế. Thì bây giờ vì ông ở công trình xanh thì tôi thu thêm ông khoản nọ khoản kia, bởi vì tôi phải làm nó lòng hoàng hơn, nó vận hành nó phức tạp hơn. Thì cái thử thách thứ hai này thực sự là khó. Thì nói như vậy là để thấy rằng cái thử thách tiếp theo của việc triển khai các công trình xanh là rất lớn, bởi vì bây giờ nó không còn chỉ là đi khám phá nữa mà bây giờ chúng ta đã đụng chạm những vấn đề rất là cụ thể và giải pháp cho những vấn đề cụ thể đấy là như thế nào. Thì mỗi chủ đầu tư có một phương pháp, có một cách đau đầu riêng. Muốn có đô thị xanh thì cần có nhiều công trình xanh và được liên kết với nhau thành một hệ thống. Ông Đỗ Viết Chiến chia sẻ. Thì nếu mà muốn đô thị xanh thì phải có nhiều công trình xanh. Nhiều công trình xanh nó phải được liên kết với nhau, như giáo sư Phục nói, đúng không ạ? Nó phải có những cái không gian xanh trong đô thị và đặc biệt là thì bây giờ gần đây còn xuất hiện cả cái từ là hạ tầng xanh. Đấy, tất cả những cái như thế và nó phải liên kết được với nhau thành một cái hệ thống. Liên kết một cái đô thị thì phải từ nhà quản lý cho đến nhà đầu tư cho đến người dân được hưởng thụ. Tất cả đều phải hiểu được cái lợi ích của cái câu chuyện này và tất cả đều phải coi như là thống nhất trong một cái hành động chung thì chúng ta mới có được cái mong muốn như là cái là đô thị xanh. Không chỉ có những rào cản mà khi làm công trình xanh, chủ đầu tư cũng có những phần thưởng nhất định với tinh thần. Ông Trần Như Trung, Phó Tổng Giám đốc Capital House nói. Phát triển công trình xanh nó giống như mọi người đã phát biểu, nó không phải là chuyện là chúng ta phát minh ra và để chúng ta phải làm nữa. Mà thực ra nó có một cái nhu cầu thực tế. Thực tế ở chỗ không gọi là cao siêu để gọi là chống biến đổi khí hậu, không đến mức vậy. Bây giờ những người mua nhà thì họ cũng ở một cái khu vực mà nó có gọi là có công trình xanh thì người mua thường là yên tâm hơn và tự hào hơn. Cái nơi ở của mình nó cũng được. Dù sao thì nó rất là nhiều yếu tố đã được cái công trình đã được tính toán thì họ sẽ rất là cân nhắc. Thì ý tôi muốn nói rằng là bản thân các chủ đầu tư cũng được có những cái phần thưởng gọi là về tinh thần nhất định khi là mình phát triển công trình xanh. Ví dụ như Capital cũng là một đơn vị mà họ rất là
là cảm thấy tự hào khi mà họ phát triển công trình xanh. Theo nhiều chuyên gia, để phát triển công trình xanh tại Việt Nam rất cần sự đồng thuận của cả xã hội, sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp và cả sự thay đổi tư duy của chính người dân.